Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha mọi người ha à, Thì rồi mọi người ơi, hôm nay là một cái ngày cũng khá là đặc biệt Là hôm nay là ngày à, à, sinh nhật của à, vợ mình mọi người ha Thì à, hai vợ chồng mình đó là sinh nhật cách nhau có đúng tuần lễ thôi Mình thì là 15 tháng 10, vợ mình là ngày 22 tháng 10 ha mọi người ha Là sau cái ngày quốc tế phụ nữ à, 20 tháng 10 có hai ngày thôi đó à, Thì nói chung là mình chỉ thông báo như vậy, vậy thôi Mình vẫn ngồi vào đây mình kể chuyện cho mọi người à, Chỉ là sao ta, à, sinh nhật vợ của mình thì... À, cũng à, à, nói ngọt 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 chút xíu cho bà nghe bả vui tại vì thật sự mình nói mọi người á nên thấy vậy chứ vợ mình nó hàng tối khi mà ngủ á là cũng nghe mình kể nè. Thành ra tới bây giờ là bà cũng đang <laughs> nghe mình nói vậy ha mọi người ha. Rồi rồi sinh nhật của cục cưng rồi xin chúc cục cưng một cái tuổi mới um... Uh, nhiều hạnh phúc hơn rồi uh, sẽ trẻ đẹp nhiều hơn ha, mọi người ha uh, và đạt được nhiều cái thành công trong cái cái công việc thật ra thì uh, vài năm trở lại đây thì uh, vợ mình uh, gần như cũng đã lui về phía hậu trường cũng có làm cũng có bán livestream cũng có mở shop quần áo nhưng mà không còn xông pha nhiều như lúc trước nữa đó và vợ mình cũng khá là buồn vì cái sự việc cái cái cái, cái, cái sự nghiệp cái công việc nó không có được trôi chảy uh, thì mình cũng xin chúc uh, uh, chồng cũng xin chúc vợ là có cái công việc nó sẽ trôi chảy hơn Ha. có thể là trong một vài cái thời gian gần sắp tới là sẽ có một cái sự thăng tiến nào đó sẽ có một cái gì đó mà hai vợ chồng mình sẽ làm để mà dành cho khán giả ha mọi người cũng sẽ chuẩn bị tinh thần để mà đón nhận những cái uh, những cái tiểu phẩm những cái chương trình nho nhỏ mà hai vợ chồng cùng làm với nhau à, Thôi rồi uh, cũng cũng ngại quá dành cái thời gian của mọi người ra để mà uh, nói ngọt với vợ thì cũng hơi kỳ mọi người hay như không sao thì mình cũng hy vọng là mùa sẽ gửi một vài cái lời chúc tốt đẹp cho vợ mình để mà vợ mình à, tối nay trước khi ngủ là sẽ đọc cái bình luận của mọi người á đó, đó một vợ mình cũng hay vậy lắm nha đó tối nghe chuyện xong cũng rảnh rảnh coi bình luận coi là có ai chửi chồng mình không <laughs> có ai là nói xấu nói 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 nói, nói, tốt gì vợ để chồng mình không để mà cái gì ấy chồng chồng khán giả anh ta nói về nè nói về nè vô coi trả lời cho người ta vợ mình được cái lạng gì đó thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập một nghìn bốn trăm lẻ năm ngày hôm qua đến ngày 1.400 đến 5 ngày hôm qua đó các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó đó chính là bạn tên là Sơn Nam còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Mỹ Trang cảm ơn Mỹ Trang rất là nhiều và cảm ơn Sơn Nam rất là nhiều. À, Thế rồi mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì tuy nhiên đó, thì bây giờ hiện tại bây giờ ở ngoài trời đó, là nó đang mưa rất là lớn à, thì cũng mấy mấy bữa nay từ khi mình mua cái micro này về đó à, thì chưa có cái dịp nào mình kể trong cái trời mưa lớn cả thì nhân tiện hôm nay trời mưa nó lớn thì để xem có một người là à, nghe mình kể chuyện coi là có nghe được cái tiếng mưa ơi không nha để mình biết mình đánh giá à, cho nó tốt cái micro này nó có ok không ha mọi người ha bây giờ mưa lớn lắm. Không biết mọi người nghe không chứ mình ngồi ở đây là mưa nó đang ầm 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 muốn ngoài đó luôn á. À thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì đợi à, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn thì bạn này bạn xin giấu tên thì bạn đã gửi về cái Zalo cho mình mà bạn là à, nữ nữa thì thì mình mình sẽ phép à, đặt tên cho bạn này tên là Trang đi. Là lấy trong cái tên mà Mỹ Trang mình có đọc tên hồi nãy ha. Thì rồi bạn Trang ấy, là bạn có kể về câu chuyện Về cả hai vợ chồng của bạn là đều gặp được luôn à, Thì bạn nói là cách đây cũng khá là lâu rồi Vào năm 2014 2015 Cũng là 7-8 năm rồi Lúc đó là hai vợ chồng bạn là có đi lên trên Long An Để mà đi làm công nhân Thì khi mà đi lên đây thì bạn nói là Cái lúc đó hai vợ chồng trẻ à, à, Thời điểm nó cũng chưa có con cái gì cả Mà à, cả hai Bây giờ bạn nhớ lại nha Cái lúc đó thì hiểu không biết là mình sống thì mình cứ sống thôi mình ở ở nhà trọ mình làm công nhân mình à, kiếm cơm qua ngày thôi nhưng mà tới bây giờ đó thì bạn nhìn lại cái cái thời điểm đó của bạn của quá khứ đó, thì cả hai vợ chồng rất là hiền và, và, và rất là dễ bị người ta gọi là ăn hiếp xong rồi còn bị chèn ép trong công việc nữa nha mọi người nha đó nó cứ như là đủ thứ giống như là một cái tam tai ở nhà trọ đó thì đưa cái phòng xấu nhất mà lại lấy cái giá cao nhất tiền điện tiền nước cũng bị kê lên rồi đi vô làm trong công ty thì bị chèn ép rồi uh, bắt tăng ca nhưng mà lương thì không có tăng uh, thường thường là tăng ca là lương phải gấp đôi gấp ba nhưng mà hai vợ chồng bạn á uh, tăng ca thì lương cũng y chang vậy đó cũng không có không không không, không có tăng thêm gì cả mà do là hai vợ chồng cũng lần đầu tiên đi làm công nhân mà cũng không có biết không có quen biết ai bị chèn ép rất là nhiều đó thì đến bắt đầu là đến năm 2015 rồi đó lúc đó hai vợ chồng nhận ra được rồi thì thay vì nếu mà người ta nhận ra đúng không cái cái nết người ta hung dữ đi hơn thua này nọ đi thì người ta sẽ la làng la sớm người ta giữ dằn này nọ lên để người ta đòi lại những gì mà thuộc về người ta nhưng mà không hai vợ chồng cũng thôi vậy ở trên đây thôi ở không được rồi bị chèn ép quá thôi đi về quê À là giận dỗi gì đó thôi thôi đi về quê luôn. Hiền nó nổi như vậy thì khi mà hai vợ chồng đi về đến quê của hai vợ chồng á lỡ cần thơ à thì khi mà về đến cần thơ thì uh, trong lúc mà thất nghiệp như vậy là cũng đi rong rủi rong rủi đi chơi như vậy đó thì có đi qua một cái cây xăng ở cần thơ là tại vì có một cái bà cô á một, một cái bà cô trong dòng họ này một người bà con này là có làm ở trong cái cây xăng này mà làm cũng cũng lâu rồi làm cũng đâu năm bảy năm rồi là mấy người mà đi đổ xăng đó mọi người mới đứng đứng đổ xăng đó thì cũng thôi cũng vô tình hai chồng chạy xe đi ngang ghé đổ xăng thôi gặp bả ngồi nói chuyện luôn đã thì hai chồng cũng kể nó trời ơi, giờ lên mới lên Long An năm mấy nay lên đó làm bị chèn ép đủ thứ vậy 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 đó cái bà thấy thương quá bà kêu thôi giờ vậy nè tao mới nghe thông tin đó là hả cái ông chủ cây xăng này nè ổng có mấy cây xăng lận đó, đó mấy cái xăng ở miền tây nhiều lắm mấy cái xăng lần thì ổng có một cây xăng á là là cây xăng gốc của ổng luôn á là ở dưới cà mau là ổng đang uh, tìm người vừa đổ xăng mà vừa ở lại luôn á kiểu như là vừa giữ cây xăng mà vừa đổ xăng luôn thôi để tao liên hệ với ổng có gì tao đưa mày xuống làm tại vì tao cũng làm cho ổng cũng đâu năm bảy năm nay rồi thử coi làm sao lúc đó thật sự là hai vợ chồng của bạn trang cũng không có hy vọng gì nhiều đâu với lại nghe nói trời ơi cà mau xa lắm đó, à, nghe nói cà mau xa lắm mọi người trời ơi giờ trôi dạt gì múc chỉ cà mau ở dưới rồi ừ, không biết có sống được hôn đã cũng không hy vọng gì cũng về cái hai ba ngày sau cái bảo gọi điện bắt kêu đòi hai bay sọn đồ đi nha đã sọn đồ đi đi giờ trời ơi chạy xe ông đa ở đây dưới xe hai tụi bay cà tàng Chết mẹ hả thôi để nhà đi rồi đi uh, xe đò đi người ta gửi tiền lên cho tôi bay đi đi xe đò luôn đó đi xuống dưới rồi người ta cho mượn xe để đi tới hay lui rồi làm lương tháng ừ là hai vợ chồng là lương tháng nhiêu 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 nè đó thì lúc đó bạn nói là 2015 mà cộng lại là hai người làm cũng được mười mấy triệu á hai vợ chồng làm cộng lại là mười mấy triệu tuy là nó không có nhiều nhưng mà ở dưới quê mọi người nha hai vợ chồng cộng lại hơn 10 triệu mà được bao ăn bao uống bao ở nữa thì coi như là làm nhiêu dư nhiêu, nhiêu đó nếu mà không có không có chi xài bậy bạ là làm nhiêu dư nhiêu, nhiêu hai chồng nó ừ thôi vậy cũng biết làm sao giờ cũng phải gán làm năm để dành tiền còn sanh con để cái cất nhà đã rồi hai chồng mới quyết định rồi đi ra đó bắt đầu là mới đi xuống dưới cà mau thì khi mà đi tới một cái cây xăng đó đó thì uh, phải nói sao ta có nghĩa là ông này thì ông chủ cây xăng á lúc mà cũng ra ngoài bến xe cũng đón đi xe hơi nha đi xe hơi ra đón rồi nội đồ thấy cũng sang trọng lắm nhưng mà khi đến ngay chỗ cây xăng rồi đó thì đó là cây xăng nó hơi nó hơi tồi tàn một chút xíu giống như cây xăng đã được xây dựng từ mười mấy năm trở về trước á à, mà trong khi ổng lên xe ổng ngọt không phải là ổng khoe ông ông chủ đã ổng rất là hiền mà cái ý là ổng cũng nói cho biết thôi là trong tay ổng tới thời điểm đó đó là hơn hai chục cây xăng hơn hai chục cây xăng rồi trải dài vòng vòng những cái tỉnh ở dưới miền tây á chứ còn không có ở sài gòn không có miền trung miền miền bắc đâu chỉ có ở miền tây thôi đó là hơn hai chục cây xăng đó và cây xăng nào cũng là, là kiểu như là khang trang cũng đẹp đẽ rồi nọ đó chứ á nhưng mà sao tới chỗ cây xăng này thì thấy nó hơi tồi tàn chút xíu thì trời ơi, mình đi làm công ăn lương thì mình không có 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 chê khen nhưng mà ông chủ ông thấy như vậy thì ông mới nói như vậy nè à thì cây xăng này là cây xăng lúc mà ông khởi nghiệp à nên thành ra đó ổng có dành bao nhiêu tiền là ổng đều mở cây xăng mới ổng trang trí cây xăng mới không còn cây xăng của ổng để như vậy giống như là một cái phần phong thủy gì đó ổng không có muốn sửa sang nhiều ví dụ như nó dột thì dột chỗ nào vá chỗ đó hư chỗ nào sửa chỗ đó thôi chứ không có sơn phết này nọ rồi lại cho nó đẹp đâu với lại ổng nói là cây xăng này nó cũng ế dữ lắm đã tuy là cây xăng khởi nghiệp như vậy đó nhưng mà dần già những cây xăng lớn họ mở vòng vòng rồi cây xăng này rất là ế chẳng qua ổng muốn mướn người về duy trì đây. giống như là giữ lại cái nền tảng ngày xưa cái tổ nghề của ổng ngày xưa ổng làm vậy thôi chứ ông không có quan trọng doanh thu à là những người, người ta kinh doanh lớn mà mùa hem cái rồi cũng ok mà ông chú ông, ông hiền lắm kìa ông ra ông mua ông mua mền gối này nọ đồ mới không cho hai vợ chồng ở trong một cái văn phòng bất kỳ cây xăng nào cũng có một cái văn phòng rồi đó. đó là sẽ ở trong cái văn phòng cũng nho nhỏ đó hai chồng nói ừ thôi chắc là mình ở hiền mình gặp lành à, mình ở hiền mình sống mà cũng có phước đức thành ra là được kiểu như là quý nhân người ta phù trợ mình không ha. cái hai chồng cũng làm ở đó thì cái câu chuyện nó bắt đầu khi mà lúc này nè cái lúc đó thì hai ba ngày đầu tiên thì hai chồng chỉ biết à, là thay phiên nhau đổ xăng đổ xăng thôi thì mọi người biết không cây xăng á là những cái hầm xăng người ta để đằng sau người ta có cái sân rất là lớn thường là người ta sẽ kết hợp cho đậu xe tải hay là người ta làm à, trạm dừng chân hay là toilet thì nọ kiểu như vậy cái hầm xăng họ lớn lắm nhưng mà cái lúc này ở đằng sau thì hai chồng chưa có ra đằng sau chưa có ra đằng sau nha sau ba ngày rồi đó rảnh rảnh rồi đó thì bắt đầu là bà vợ nè thì lúc này bạn bạn trang mà nói là ờ, cũng hơi cũng rảnh rỗi cũng đi vòng vòng tham quan cho cái sân thì nó nói là khi bạn đi ra ngoài sau đó là cái sân cái sân nó rộng lắm mà tưởng tượng ví dụ như cái xe 50 chỗ mà đậu chắc cũng phải được là hai chục chiếc có đó, nó bự dữ lắm nhưng mà ở dưới góc cái sân đó từ cái sân đi xuống cũng phải là cỡ cỡ năm mét có đó nha là ở ngay cuối cái góc sân đó là nó có một cái giống như một cái vườn ươm cây mùi không một cái vườn ươm cây nho nhỏ là có những cái cây leo nọ đó thì bạn con gái mà còn ai cũng mê hoa nọ đồ mà nhất là bạn trang bạn cũng mê cái đó lắm. và bạn cũng có tay nghề trồng hoa luôn <laughs> thành ra là bạn mới đi xuống dưới bạn 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 tham quan bạn coi bạn coi sao thì khi bạn xuống tới đó bạn nói là cái vườn ươm mà đó hình như là đã được đã bị bỏ phế rồi thành ra là cây này nọ đồ nó đã bị héo gần như là hết rồi và nó rất là âm tùm coi như là không có ai mà 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 quét dọn mà chăm chút cả đã thì bắt đầu là bạn mới đi vô trong đó bạn coi coi làm sao không? thì khi mà bạn bước vô trong đó đó là dở cái cái ươm ôm đó cái bề ngang của nó chừng cỡ ba bốn mét thôi và cái chiều dài của nó chừng cỡ năm bảy mét thôi nhỏ 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 như vậy nè đó thì bạn mới đi vô trong bạn bạn dòm dòm bạn ngó vô trong á thì bạn thấy là ở giữa cái vườn ươm đó nó có một cái ngôi mộ à có một cái ngôi mộ được xây bằng gạch men nọ đồ cũng cũng gọi là cũng đẹp đó nhưng mà nó cũng rất là lâu đời rồi hình như là cũng đã mười mấy năm rồi nó cũng đã kiểu như tàn phai cũng cũ kỹ dữ lắm rồi à cái bạn khi bạn nhìn cái đó bắt đầu bạn thấy cái ngôi mộ này cũng hơi nổi da gà chút xíu cái thôi cũng dòng lên thì bạn lúc mà dòng lên thì bạn tính đem câu chuyện này nói lại với ông chồng nhưng mà tại vì ông chồng lúc đó ông đang đứng ông bơm xăng vậy vậy nè thôi bận rộn thôi vô nấu nướng cái cũng quên luôn quên bẵng đi mất tiêu luôn đã cái rồi sau đó cái bắt đầu là bạn nói là riêng về phần của bạn không biết có phải là do bạn ám ảnh hay là người ta ám bạn thì bạn không biết mà từ sau đó cứ mấy bữa là bạn cứ lại nằm mơ một cái giấc mơ là bạn thấy à trong cái giấc mơ bạn thấy là là, là cái vườn hoa nó lại đẹp đẽ cái vườn ươm đó nó lại đẹp đẽ nào hoa lan hoa cúc hoa mai trời ơi, ở miền tây nổi tiếng hoa, hoa mai dữ lắm mọi người đó đẹp đẽ như vậy mà bạn đi vòng vòng trong đó thì bạn lại không thấy cái ngôi mộ đâu cả nhưng mà không có ngôi mộ đó song song đó thì bạn lại thấy là một cái người phụ nữ mà không có thấy được cái gương mặt trong giấc mơ đó nha không phải là đen thui hết mà bạn thấy là cũng đầy, đầy đủ chân tay mặc mặc đồ cũng khá là bình dân bình thường thôi nhưng mà cũng không có thấy được cái gương mặt lúc nào cũng là một là đứng sau lưng bạn hai là đứng xéo xéo ba là đứng trước mặt mà quay lưng về phía bạn cứ như vậy đó không thấy được cái gương mặt đã và cứ ba bốn giấc mơ liên tục như vậy mà giống như trời xuôi đất khiến hay sao đó cứ mỗi lần mà bạn muốn lấy câu chuyện đó bạn đem kể cho ông chồng nghe đó thì ông lại bận một là đang bơm xăng hai là nhập xăng vào hay là sổ sách này nọ rồi cứ bận rộn thành ra là cũng không có nói được đâu đó thời gian trôi qua cũng hơn hai tuần lễ cũng chưa kịp kể cái gì đó luôn đó thì rồi đến một cái bữa hôm đó cái tối đó thì lúc nào cũng vậy cả thì bà vợ á, là khi mà sao khoảng chừng cỡ 8 giờ mấy là cái xăng đóng cửa rồi đóng cửa sớm lắm tại vì nó cũng vắng. Thì 8 giờ mấy là bà vợ sẽ vào trong đây tắm rửa rồi coi dọn mâm cơm chiều tối tối ơi mâm cơm tối không thì ông chồng sẽ lo là kết sổ rồi đóng rào lấy mấy cái xe đẩy rào đó rồi đào cây xăng đầu lại ha thì rồi cái lúc đó tới khoảng xong hết trơn cái ông chồng ổng mới đi vô trong phòng bắt đầu là bạn bà bạn, bạn trang mới nói như vậy nè khi ông chồng ổng đi vô trong phòng cái ổng mới mặt mày của ổng cũng xanh lè xanh lét à cái ổng mới nói em em hình như uh, cái xăng mình dạo này nó có ăn trộm nghe không em coi tiền bạc đổ xăng lại đó mình phải bây giờ mình phải kiếm cho nào mình cất mình giữ cho nó kỹ kỹ đi đừng có để một chỗ nữa mình phải chia nhiều chỗ ra tại vì cái lúc này là ông chỗ ông dặn đó, tại vì ông tin tưởng hay vợ chồng ông đó là cứ mỗi cuối tháng là ông mới tới ông thu tiền à, cuối tháng mới thu tiền lần tại vì ông còn đi chỗ này chỗ kia suốt những tỉnh miền tây nữa ông mới mới dặn là thôi bây giờ là cất tiền kỹ kỹ một chút xíu Chứ mới đầu là bạn Trang bạn nghe như vậy Các bạn cũng lo bạn nói Ủa sao vậy Ừ, ờ, vụ gì mà mà sao anh nói trộm cắp cái gì ghê quá vậy cái tại vì hồi nãy á, là anh đang đứng anh kéo rào như vậy nè thì anh kéo mọi người biết là những cái rào đó ta những cái rào bằng xe đẩy đó mình phải kéo từng xe từng xe từng xe cái hàng rào mà hình tam giác đó mùi không đó thì khi mà ổng kéo gần hết rồi còn có hai ba cái khung thôi thì ổng đang đi bộ lại đầu này ổng kéo đó thì ổng đang kéo như vậy nè thì bắt đầu ổng thấy là có một cái người họ đi vô à có một cái bóng người họ đi vô tại vì lúc này cây xăng cũng đã tắt điện tắt đèn để cho người ta biết là, là 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 ngưng hoạt động rồi mà Hơi tối tối chút xíu đó ngoài đường thì xe cộ cũng đang qua lại như vậy thì ông thấy là có một cái người họ đi vô à, họ còn sách ở trên trên tay một cái giống như một cái bình cái gì đó, đó đó thì kiểu như ông này ông cũng tưởng là à chắc là người ta vào người ta mua xăng lẻ hay là người ta mua uh, dầu hôi hay là mua gì đó cây xăng có bán hết á dầu hôi dầu hỏa hay nọ đường người ta có bán chứ bắt đầu là ông mới buông ông mới buông cái hàng rào ra ông kêu ủa ơi, chị ơi em ngưng rồi em chốt sổ rồi ngưng rồi không có bán nữa đó thì bán vừa mới nói như vậy thì cái người này đó là ông mới chạy thiết là lẹ đi ra đằng sau à chạy thiết là lẹ đi ra đằng sau mà cái chỗ mà hầm xăng mà cái chỗ đó mà nó là không phận sự miễn vào mà rất là dễ cháy khi người lạ người ta ác ý người ta vào người ta đốt cái gì đó, đó nó nguy hiểm cây xăng mà đó thì ông này ông mới dọn chạy theo thì khi mà ông dọn ông chạy theo thì khi mà ông ra tới đằng sau sân cái sân để rộng mà thì ông thấy là cái người đó họ đang đi rồi họ không còn chạy nữa và họ đi thiệt là lẹ về ngay chỗ cái gốc mà cái chỗ mà cái vườn ươm á thì ông trọng đó là hai tuần lễ nay rồi không có cái cơ hội để ra làm sao lúc này ông trọng nó ủa là tại sao đằng sau cái sân mình là nó có cái vườn ươm vậy vậy vậy, vậy nè mình mới biết luôn mà tối thui à cái ông thấy cái bà nó bởi cứ đi lẹ 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 về cái hướng đó ổng cũng dí theo thì khi mà ổng dí theo tới rồi thì không còn thấy cái người đàn bà đó đâu nữa à không còn thấy cái người đàn bà đâu nữa ổng cứ dòm nó ủa bà này mới chạy đi đâu mà hay vậy ta tại vì đằng sau miếng đất á là nó được rào lại rồi được xây bằng bằng tường xi măng luôn nha mọi người nha là rào lại hết như vậy nè không có một cái đường nào để mà chạy hết trơn á mà tại sao đâu mất tiêu đó ổng cũng đứng ổng cũng cứ dòm dòm vô trong cái vườn ươm thì tại vì lúc này là trời tối thành ra là ổng không thấy được cái ngôi mộ à ông chỉ nhìn nhìn với ông cũng không thấy bả luôn cái ông mới gãi gãi đầu nó trời ông thấy ăn trộm cắp ta thôi 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 để mình lên mình nói riết với lại vợ mình để coi cất tiền cho nó kỹ lưỡng đã ông mới dòng là ông mới nói như vậy thì khi mà nói xong rồi nó bắt đầu là tự nhiên lúc này nha bạn trai mới nói là khi mà nghe ông kể lại như vậy đó tự nhiên bạn rợn ra gà hả bạn bà, tự nhiên bạn liên tưởng liền với lại cái ngôi mộ ở trong cái vườn đó rồi cái giấc mơ mà bốn năm lần liên tiếp như vậy mình nằm mơ mình thấy một cái người đàn bà mà không thấy được mặt vậy vậy vậy, vậy. cái bạn không có kể ra nhưng mà bạn nói gì nè anh chừng cây xăng này có ma không anh đã mới nói vậy chừng cây xăng này có ma không anh bậy em trời ơi em về đây người ta đã, người ta giúp đỡ mình đã cho mình công việc ngon muốn chết bao ăn bao ở có chỗ ngủ luôn tháng lương hai chồng cộng lại mười mấy triệu bạc em nói như vậy lỡ ông chủ ông chủ ông buồn ông đuổi hai chồng mình cái không biết làm sao bây giờ đó nghe đã cái là thôi cũng im 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 như vậy đã tối đó lại bắt đầu nằm ngủ hai ba bữa sau lúc này thì bạn cũng ớn 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 mà không có dám đi ra đằng sau nữa nhưng lúc này bắt đầu tới ông chồng à tới ông chồng ông lại tò mò đúng không đó thì mấy ngày trong cái lúc mà bạn đang ngồi bơm xăng như vậy ông chồng ông ngủ trưa thì thay vì ông ngủ trưa ông không ngủ ông đi ra làm sao ông tham quan không tham quan ông coi xong rồi ông mới lên nói, em em tự nhiên sau cái cây xăng của mình á nó có nguyên cái vườn ôm cây mà mà bây giờ á, héo hết trơn rồi mà ơi trong cái vườn ôm nó có nguyên cái ngôi mộ luôn em ơi thấy ghê quá à. nãy anh mới leo vô anh coi nè mộ của cái bà nào á mà trời chết lâu dữ lắm rồi chết mười mấy năm nay rồi mà sao nằm trong đó mộ cũng cũ kỹ trời không biết là có liên hệ gì với lại ông chủ không tại vì cùng họ với ông chủ à, lúc mà tại tại sao bạn biết họ tên ông chủ là khi mà làm giấy tờ giấy bọng bạn cũng biết mà ký hợp đồng rồi bạn biết mà biết được họ tên ông chủ thì ông chồng nói là cái người đàn bà mà chết mà có cái ngôi mộ trong cái vườn ươm đó, đó là cùng họ với lại ông chủ luôn à thì lúc này bà vợ mới trời đất ơi giờ anh mới biết á hả em biết đâu cũng mấy bữa nay rồi mà bởi vậy em mới nói em mới nghi á là cái bà mà chạy nhào 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 vô anh gặp mà, mà, mấy bữa trước á là em nghi là bà đó là ma đó trời ơi lần trước em vô em coi hả em mới vừa dòm qua mộ em chưa có nhìn cái bia mộ em đứng ở ngoài em nhìn vô không mà chứ em không có leo vô như anh đâu mà trời ơi mấy bữa liên tiếp luôn em nằm mơ em thấy bà ấy dẫn em vòng vòng trong đó như vậy đó mà trong giấc mơ em không thấy mộ nhưng em thấy bà đứng gần 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 em mà không không thấy được cái gương mặt trời ơi thôi cái chất này là ma cỏ gì đó anh ơi thôi ghê quá à lúc đó đó khi mà nói như vậy thì theo như bạn trai bạn nói là lúc đó ông chồng hình như là ông cũng muốn tin nhưng mà mà đó giờ ông chồng bạn thì cũng ít nói lắm thì ông cũng cũng cũng, cũng gật 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 cũng cũng trầm ngâm trầm ngâm thì tưởng đâu là ông tin mùi hiểu không nhưng mà rồi mấy bữa sau thì công việc cũng như vậy đó cây xăng thì nó cũng hơi ế ế nhưng mà cũng cũng là có khách đâu lâu lâu ví dụ như tới cái giờ tan tầm thì vẫn bu vô một lần mười mấy người đổ kiểu như là bỏ hơi tay thì cũng có chứ mấy không đó thì công việc nó cũng cứ nhẹ nhàng trôi qua trôi qua như vậy thì đến cái bữa hôm đó thì cũng đến cái giờ đó 8 giờ mấy là bạn lại vào tắm rửa chuẩn bị thôi nấu nhẹ nhẹ món cơm như vậy thì thường thường là đến khoảng cỡ gần 9 giờ là ổng sẽ kéo rào xong nhưng mà lúc mà bạn dọn cơm ở xong bạn dòm thì bà nói là cái hàng rào thì kéo mới phân nửa thôi chưa vừa kéo xong mà không thấy ổng đâu trên không bạn cứ, cứ dòm 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 ông đâu mất tiêu trời đi đâu người ta không lẽ đừng nói hôm nay thèm nhậu rồi đi bộ ra ngoài kia mua mấy lít rượu hay sao đó cũng lấy điện thoại ra gọi gọi cũng không được cái đâu khoảng chừng cỡ 10 phút sau cái ổng cũng tèn tèn ổng đi vô mà ổng đi từ đằng sau ông đi từ cái hướng mà cái vườn ươm nhỏ nhỏ mình nói sau sân đó. ông đi lên như vậy nó nói ủa anh hàng rào sao chưa kéo xong nữa mà đi đâu trời tự nhiên bỏ tôm hơ tôm hắt vậy đi đâu vậy cha tôi tô quơ như vậy đi ghê quá vậy cái ông trọng nói ủa ờ trời ơi chưa kéo rào thôi bây giờ em 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 ăn trước đi anh ra anh kéo 5 phút nữa anh vô à cái ông lẹ lẹ ông ra ông kéo rào vô xong cái ông lại em vô ngồi ăn cái bà trang mới nói ủa gì kỳ trời nó ủa anh mà nãy giờ sao kéo rào không lo kéo cho xong đi kéo phân nữa rồi bỏ đi đâu vậy đau bụng chọt bụng hay cái gì đó cái bắt đầu ổng ổng lắm làm đấy ổng ổng mới nói gì nè em anh nói em nghe này kiểu như hỏi một câu mà ổng lại trả lời một nẻo em anh nói em nghe gì nè em đừng có nói cái 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 cái, cái 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 cái, chị đó là ma là cỏ nữa nghe không người ta không thích đâu nghe không nãy người ta mới tới người ta nói chuyện nhanh nè người ta là người đồ đàng hoàng mới đi chân chạm đất này nọ đồ bình thường không phải ma cỏ gì đâu mà trang mới đang cầm chén cơm cái ba nghe chồng mình nói như vậy xong cái tại lại binh giật người lạ mà cái bà nào cái nói gì vậy ai bà nào đó thì cái bà mà 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 bữa em nói gì ngôi mộ gì đó rồi cái bóng mình đi sượt ngang đó hồi nãy anh đang kéo rào cái uh, bà đứng sau đó bà quá anh tới nói chuyện anh tới nói chuyện với bà chọn bà nói là cái này là nguyên văn mà ông chồng ông kể lại nha có nghĩa là ông nói chuyện với ma mà ông kể nó bình thường chứ lắm kìa anh mới lại nói chuyện bà nói là bà là em đúng rồi bà là em ruột của ông chủ đó đó thì bà cũng vòng vòng ở đây thì bà nói là là tại vì bà ở đây từ xưa giờ rồi ngày xưa cái biến đất này đó là của nhà À, của nhà của à, của anh chị nọ rồi của ba mẹ đồ ở rồi sau đó cái bắt đầu là mới lập cây xăng ra thì bà, à, bà ở bả đây từ trước đến giờ thành ra bây giờ hả, ông anh thì ổng mở nhiều cây xăng quá ông đi đây đi đó còn bây giờ bả chỉ ở gần gần đây mới đi vòng vòng bà coi ngó giống như là bả quan sát của mình làm việc nó có tốt hay không thôi hả à. chứ bả không phải ma cỏ gì đâu nghe không chứ bắt đầu bà trang đó ủa thiệt vậy hả Ừ, vậy sao nãy anh nói chuyện với chị sao ừ, anh không kêu em ra em nói chuyện chung với để em biết trời nó thì trời ơi thôi lo bận nói chuyện quá cái anh cũng nghĩ thôi để bữa bữa nào rồi mời bà ăn cơm là cái nói chuyện luôn đã thì lúc đó bắt đầu bận bạn trang mình nghĩ trong bụng nó ủa vậy là sao ta vậy là cuối cùng cái bà đó là bà là người hay bà là ma mà nếu bà là ma sao ông chồng mình mà đó giờ ông chồng mình đâu có nói dốc nói láo mấy chuyện này sao mà ông gặp nói chuyện kỳ vậy ta đã cái rồi cũng qua cũng ăn cơm xong rồi cũng ngủ nghỉ mà cũng bình thường bắt đầu từ cái hôm đó thì cái thái độ ông chồng rất là khác có nghĩa là cũng vậy đó à trong lúc mà tới tối kéo rào cái quay qua quay lại ông mất tiêu à ông mất tiêu đâu đó khoảng chừng cỡ lúc thì năm bảy phút lúc 10 phút vậy thôi hả à, chứ không có lâu dữ lắm là 15 phút rồi ông cũng lại vô ăn cơm ông nói là ông nói chuyện với bà đó ông nói chuyện với bà em của bà chủ vậy 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 á đã sao trời ơi anh nói chuyện với bà mấy bữa nay sao không kêu ra cho em gặp mặt bà cái cái ông chồng nói gì nè, tại vì uh, bả uh, không có thích em. Bả nói với em uh, đồn đại bả là uh, quan hồn bóng vía ma cỏ bả không có thích. Trời ơi, người ta là em ruột của chủ cây xăng đó em ơi. Người ta uh, có danh có tiếng dữ lắm luôn đó nghe chứ đừng có mà đồn đại bậy bạ. nên thôi chuyện đàn bà nha em cũng không có xen vô. Với lại bả cũng nói chuyện với anh coi uh, làm việc này nọ thôi hà chứ không có gì trước hết. Lúc đó thì bà, bạn trang thì thật sự là một phần là bạn cũng hơi nghi nghi một phần nữa thì cũng phụ nữ với nhau thì mình cũng phải có cái lòng ghen đúng không biết đâu nhiều khi bây giờ bà đó bà không có chồng hay bà chết chồng này nọ đồ rồi bây giờ tự nhiên bà gặp chồng mình rồi bà cặp với chồng mình sao đúng không đó, nè em nói cho anh nghe nghe không lần sau á anh mà nói chuyện với cái chị đó đó là anh phải kêu em ra nói chuyện đàng hoàng nghe không anh phải kêu em ra nói chuyện đàng hoàng anh không có làm được vậy nha không mấy thôi em bỏ về cần thơ đó em không có làm gì nữa đó giờ không, không 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 làm chuyện gì được đâu nghe không cái ông trọng kêu rồi 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 thôi bữa, bữa sau bả ghé thì anh kêu em ra nói chuyện luôn đã cái bạn đợi mà đó là bạn đợi cả một tuần lễ luôn trong suốt một tuần lễ thấy ờ là cũng không có biểu hiện gì cả cũng cứ kéo rào rồi vô ăn cơm bình thường kéo rào vô ăn cơm bình thường cái bạn cũng hỏi trong bữa cơm mà ngồi bạn hỏi tại vì hai vợ chồng chỉ nói chuyện với nhau vào cái bữa cơm tối rồi chứ còn nguyên một ngày là đầu tắt mặt tối trơn à. đã chỉ là buổi tối mới ngồi nói chuyện đấy ủa anh sau bữa giờ cũng tuần lễ 10 ngày rồi bộ cái bà chị đó và em bà chủ em của ông chủ đó rồi sao không thấy ghé nói chuyện nữa hen cái nói trời ơi anh đâu có biết đâu người ta giàu sang phú quý người ta bận trăm công nghìn việc chắc tại người ta thấy ở đây mình đổ thiệt thà mình không có ăn gian tiền bạc nên thôi chắc người ta không ghé đâu em ơi đã cái bạn cũng tiếc bạn nói trời đất ơi em cũng muốn gặp cho bà thử cái coi coi là người ta giàu sang cỡ nào coi nhìn người ta đẹp đẽ ra sao đúng không cái đầu đó chừng cỡ một hai bữa sau cái bữa đó cũng đang dọn cơm như vậy đang dọn cơm cái nghe ông trọng kêu nghe em chọn kêu em 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 chỉ tới nè chỉ tới nè em em ra đây nói chuyện với chị nè em ra đây, à, ra đây nói chuyện với chị nè Đó, hú 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 lần sau như vậy đó cái cũng nghe như vậy xong cũng nói bỏ lẹ 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 cái mâm cơm cái đầu chạy chạy ra thì khi cũng trời ơi, giờ mình gặp uh, em của ông chủ cây xăng mà mình cũng phải tươm tất cũng đứng cũng người là coi tuốt tóc tay nọ rồi đó cho lại cho đàng hoàng đó thì bắt đầu mới đi lẹ 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 đi ra thì khi mà đi ra tới nói chung là cái lối đi ra đằng sau đó bạn đi đến đó thì bạn thấy là ông chồng ông đứng giữa sân cái sân nó rộng mà hai chục chiếc xe bích đậu được mà mùa nó bự lắm ổng đứng ngay giữa sân như vậy đó trời thì không có đèn nhưng mà trời có trăng nó hơi sáng sáng xíu ông đứng ở đó ổng đứng ông nói chuyện mà ổng giống như là cũng hơi lúm khúm giống như mình nói chuyện với chủ mà mình cũng đứng mình cũng chụp 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 cái tay lại mình khơm khơm cái người như vậy nè dạ nó là đứng gật gật đầu là quơ tay múa chân rồi dạ 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 em lại đây nói chuyện với chị nè trời ơi anh năn nỉ dữ lắm đó chị mới gặp em đó đây nè lại đây cho chị gặp mặt cái coi này là dạ đây <laughs> vợ em dạ em làm trên cần thơ rồi thì ông chủ cũng thấy thương ông đem về đây cho. À, nói dữ lắm luôn mà trời đất ơi bạn trang bạn nói bạn đứng ở đó bạn có thấy ông nói chuyện với ai đâu mà đứng nói chuyện có anh một hả mà. À, mà đứng mà quay cái hướng cái mặt á thì hướng về cái phía mà cái giường ươm á à cái giường ươm ươm, 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 ươm ươm hoa giường hoa mình nói đó là cứ đứng ở đó nói chuyện em đi lại đây coi chứ nó đã nó muốn tự nhiên bữa muốn gặp giờ gặp mà sao không đi lại gần đấy lại đây lại đây cứ quắc như vậy nó bắt đầu là bà trang mới đứng mà nhìn bà cứ lùi ông chồng ông càng quắc thì bà càng lùi 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 hai ba bước xong cái anh ơi nói chuyện với ai hả có thấy ai đâu ông ông lại đây coi lại đây tôi nói nghe lại đây anh lại đây nó nghe đó cái ông chồng ông dạ dạ em xin lỗi chị dạ 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 cái quay đi lại 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 cọc lên nha bắt đầu cọc lên nói, em làm gì vậy đã người ta là, là, là chủ của mình mà mấy bữa trước em là ghen bậy ghen bạ đòi á mỗi lần mà bả ghé là phải cho gặp mặt bằng được nay người ta ghé đây rồi sao mà uh, tự nhiên kêu em lại không lại còn quắt anh ở đây nó kỳ cục quá vậy lại đẳng xin lỗi nói chuyện nhưng ta xin lỗi đàng hoàng coi nó tự nhiên chửi bạn trang ngon ơi bạn trang mới kêu anh ơi em có thấy anh nói chuyện với hay đâu anh bị vậy thôi đi vô đi vô đi vô buồn đi ghê quá nắm tay ông chồng kéo kéo như vậy nè nói ông chồng kêu trời ơi thôi bà ơi đang nói chuyện với người ta nửa chừng tự nhiên đi vô buồn kỳ cục vậy lỡ người ta ghét người ta đuổi mình sao đuổi cũng được nó đuổi về cần thơ đó về cần thơ làm công nhân cũng được nó không không chịu đâu đi vô phòng đi vô phòng liền mới nằm nặc mới lôi 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 ông chồng đi vô đó thì khi mà lôi đi vô đây xong rồi bắt đầu mới ngồi xuống thì bạn trang mà mới hỏi đi em ủa anh ừ, vụ gì vậy anh sao anh nói chuyện một mình cái nói chuyện mình đâu em bị gì vậy trời ơi, cái cô đó cô cái chị đó chỉ đứng ở đó rõ ràng như vậy mà em nói cái gì vậy này hồng em không thấy ai hết á mà đâu anh anh kể em nghe coi anh gặp bả hồi nào đó cái ông chồng mới nói thì đó mấy bữa trước thì cứ mấy bữa ba ghé một lần mà chính ông chồng ông cũng nói như vậy mà, mà ngộ lắm kìa Mỗi lần mà cái bà đó bà tới mà bà nói chuyện với ông chồng mà không bao giờ bà đi từ đằng trước bà đi vô hết. Cây xăng thì mới cặp mé lộ mọi người biết rồi, Mà cây xăng là phải mặc tiền đường chứ đúng không? Chứ ai xăng cây xăng này nằm trong hẻm. Mà bà không bao giờ mà không biết là bà đi bằng xe gì luôn. Không bao giờ thấy bà đi xe. Đã mà bà lúc nào bà cũng xuất hiện từ ở đằng sau sân bà kêu. Bà kêu đúng tên ông chồng luôn nha, thì chắc nhiều khi ông hai vợ chồng ở đó hay kêu tên nhau qua lại hay sao đó thì bà kêu đúng tên ông chồng luôn bà kêu xong cái nhìn bả thì ông chồng nói là cứ mỗi lần bà kêu đó thì quay qua thì thấy bả đứng ở giữa sân không biết là bả đi vô từ hồi nào mình đang lui cui mình đổ xăng quay qua quay lại chuẩn bị kéo rào là đang kéo rào là khoảng có 8 giờ mấy rồi, mọi người đang trong lúc kéo rào cái là bà kêu Bà kêu cái ra làm sao thì cái nội dung nói chuyện giữa hai bên thì giống như là chủ với tớ thôi nó à là mấy nay đổ được ông cưng à, tiền bạc đồ sao cưng rồi nhập xăng bữa nhập xăng nhiêu vậy bữa mấy nay đổ 95 nhiều hay đổ 92 nhiều có đổ dầu nhiều không nói chung là toàn bộ chỉ là nói chuyện công việc chứ không có nói chuyện tình cảm đồ bậy bạ đâu chỉ là nói chuyện công việc thôi nói một chút xíu sao cái ờ ừ, thôi cưng đi vô đi để vợ cưng đợi đó thì ông ổng vừa quay vô cái bóng quay lại cái thấy bà đó bấm mất tiêu không biết bà đi đâu mà thiệt là mất tiêu đã nhưng mà mọi người phải hiểu ông chồng á ổng là một cái người rất là tỉnh táo nhưng mà tại sao trong lúc đó ổng không biết là ma kiểu như là bị 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 mụ mị rồi mụi không à, gặp ma rồi bị kiểu như bị bị chiếm hồn chiếm vía thành ra là không có biết ổng kể lại một cái câu chuyện nó vô lý như vậy bà vợ mới nghe trời đất ơi anh nói chuyện người ta như vậy đó người ta xuất hiện từ đường nào anh cũng không biết rồi đi từ ở đằng sau sân lên như vậy như vậy mà ngay chỗ đó nó có cái ngôi mộ chính anh là người chui vô cái ngôi mộ đó luôn rồi cái ông chồng cũng nói ừ ha giờ em nói anh mới đi cái bà đó sao cái mặt của bà cái mặt của bà chị đó sao y chang cái mặt cái người trong ngôi mộ hả nó cũng thấy cũng giống 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 vậy nó trời nó coi giống cái gì đó ông nội ông bị gì vậy nhớ bình thường ông cũng tỉnh táo cũng bình tĩnh lắm mà sao tự nhiên nay ông bị gì bị khờ bị ngáo hay gì vậy trời ơi thì giống cái gì mà giống là hai người đó là một cái người nằm trong ngôi mộ với cái bà mà nói chuyện với ông là một đó ông gặp ma rồi đó ông nội ơi đó thì vợ nói riết rồi ông chồng giống như kiểu mà từ từ ông mới sáng ra mọi hiểu không à giống như là bị được được hai sáng á là từ từ bị bị hết hết thuốc hết ngáo đó ủa vậy hả em vậy hả trời gì ghê vậy thiệt không sao anh thấy bình thường mà cái, cái số kỳ vậy số kỳ vậy đã bây giờ anh không tin em cũng không biết nữa bây giờ hai ba bữa nữa cuối tháng rồi nè ông chủ ông tới ông gom tiền đồ nọ rồi thì bây giờ sẵn tiền rồi hỏi luôn tại vì theo như anh nói thì bà cũng đã nhận bà là em ruột của ông chủ thì cỡ nào cỡ ông chủ ông cũng biết chuyện thôi đó bây giờ mình hỏi rồi uh, dù như ông chủ ông ghét ông đuổi mình thì mình nghĩ chứ bây giờ ở đây ma cỏ vậy em cũng không có muốn làm nữa ghê quá hà đã rồi hai ba bữa sau đúng ông 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 rất là đúng lịch ông chủ đó cứ đến cuối tháng khoảng chừng cỡ ngày 29 30 cuối tháng vậy đó là ông sẽ ghé ông chốt sổ coi là ông thu tiền doanh thu rồi ông phát lương luôn đã thì bắt đầu là đến chiều hôm đó ông ghé nguyên ngày đó đổ xăng xong bắt đầu tới chiều hôm đó ông ghé nhưng mà ông ghé xong ông kêu thôi hôm nay đóng cửa cây xăng sớm đi đã là coi như giờ hai chồng bay vô thay đồ rồi lên xe tao chở đi ra nhà hàng ăn coi như là chúc mừng tụi bay làm được một tháng vậy 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 đó đã rồi bắt đầu hai chồng cũng nghe theo cũng thay đồ lên xe ông chủ mới chở ra một cái nhà hàng kiểu như cặp mé sông với dưới quê mà cà mau mà đã một cái nhà hàng cặp mé sông vô đó lại ngồi ăn uống thì lúc đó là có cái ngồi bà, bà vợ của ông chủ đi theo luôn là lần đầu tiên thấy được bà vợ của ông chủ luôn đã cũng rất là đẹp đẽ sang trời đất ơi chủ hai chục cây xăng mà mọi người đã rồi thì vô cũng mới đầu cũng ngồi ăn uống cũng ngại hai chồng cũng ngại nói ra nhưng mà đến giữa giữa cái bàn ăn á người ta làm chủ mà người ta có mắt nhìn người lắm người ta mới hỏi nó mà vụ gì vậy rồi sao hai chồng bay ăn uống này nọ đồ lắm la lắm lét đi vụ gì bộ có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi mẹ đi hay là giờ mới vừa làm thấy tao tin tưởng rồi đòi tăng lương tăng bụng rồi sao nói cho rõ ràng coi đã thì đã thôi được lời như mở tấm lòng đúng không thì thôi kệ đi cứ nói ra đuổi thì chịu chứ biết sao giờ đã lúc đó thì bắt đầu là bạn bạn trang này đó thì bạn mới mở lời bạn nói trước thì bạn trang bạn mới nói hết tất cả những gì mà trong vòng một tháng nay là vợ chồng của bạn là gặp cái vấn đề như vậy thì bạn cũng mong ngóng xem là ông chủ có trả lời được hay không thì ông chủ cái kiểu của ông là sao ta có nghĩa là khi mà ổng 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 nghe mà bạn hai chồng bạn gặp cái câu chuyện nó ổng cái kiểu như ổng cũng khá là thất vọng ổng mới thở dài <Sý> <Sý> rồi xong rồi đó, biết trời thiệt tình không biết giận sao đây, giờ tôi bay gặp nữa rồi thôi, giờ tôi bay tính uh, làm nữa hay nghỉ, cuối là không có trả lời trả vốn cho mà hỏi luôn kiểu như là trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, mà một câu hỏi cực kỳ lạc đề luôn, giờ tôi bay làm nữa hay tôi bay nghỉ cái bắt đầu hai chồng cũng dòm dòm nha tự nhiên nói, ông hỏi nhỏi ngang đó dạ tại vì con cũng gặp chủ hỏi như vậy con có không biết làm nữa không tại vì dạ cái làm cũng công chuyện cũng được cũng việc nhẹ mà lương cao nói ở ừ, nói việc nhẹ lương cao tôi bay làm đi chứ tôi bay hỏi chi nữa kệ đi có gì đâu mà làm gì tôi bay giờ nói ra thằng chi chứ nó dạ tại vì con thấy vậy con cũng không biết cái người đó có phải là em ruột của ông chủ không mình ra là tụi con cũng hỏi để tụi con biết tụi con ngang bọng độ mà Nói vậy hả ừ, tụi bay không sợ hả ừ, tính còn thấp nhang nữa hả nói, dạ thì cũng sợ nhưng mà nếu mà đó là em của ông chủ thì tụi con cũng Thấp nhang nhưng được mà với lại mấy cái vườn ươm đó tụi con trồng lên này nọ rồi nếu mà ông chủ chịu thì con cũng trồng lên cho nó đẹp đẽ có gì đâu cái ông mới cười à, ổng mới cười giống như cái kiểu mà ổng cười mà ổng không tin vào sự thật của mình hiểu không thiệt không mày làm được không tôi mày làm trời ơi tôi mày làm được tao tăng lương tụi tôi mày hay không kiểu vậy nó dạ cái lương con cũng không cần nhưng mà tại vì con cũng biết rõ con cũng không hiểu làm sao để dụ như là ma cỏ ở ngoài thì con 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 cúng kiến cũng được nó trong không, không, không. nhà nó em tao nó nhỏ nó em tao đó thì ông chủ lúc này ông mới kể ông nói, thì thiệt đúng là khi mà cái căn nhà nó y như cái lời mà cái bà đó kể lại cho ông chồng là từ ngày xưa cái mảnh đất đó đó là của cha ông để lại thôi kiểu như ngày xưa cà mau mà đứt mũi cà mau mùi hơn ông đó là là đi 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 gùn đất này nọ đồ lại đó để mới làm cái miếng đất đó cái đồ sau đó bắt đầu đến những cái năm mà chín mấy những năm 2000 thì bắt đầu là ông này ông mới mon men cũng đi học trên sài gòn rồi cũng mon men là bây giờ là về là mở cây xăng thì khi mà mở cây xăng đầu tiên là chưa có tên như vậy chưa đăng ký thương hiệu gì cả một cái xăng rồi sao ta cái xăng chui, cái xăng lậu vậy thôi đó Thì khi mà mở ra đâu có những cái biện pháp mà phòng cháy, chữa cháy đâu Đó thì vô tình thì cái cô em cái năm đó thì hai người cũng cũng còn trẻ thôi, cũng còn nhỏ thôi Ông này năm đó ông hai mấy thì bà em bà cũng độ khoảng chừng có 20, 21 Đó thì trong lúc mà đổ xăng cho khách sao 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 Rồi ngày xưa làm gì đổ xăng cầm đứa thuốc phì phèo là chuyện bình thường nha Đó rồi cũng gạt tài gạt tài sao phật cháy mọi người à, phật trái thì bắt đầu là cái cô em đó em của bà em của ông chủ đó là có bị chết cháy và có bị mất luôn rồi sau đó là cây xăng đương nhiên là cũng bị dẹp luôn công an đổ xuống người ta dẹp cháy cây xăng cũng là chuyện lớn mà rồi dẹp luôn nhưng mà ông chủ này ông là một cái người rất là tài à vấp ngã ở đâu té ở đâu là đứng dậy chỗ đó cái cũng ngưng ngưng vài năm trời xong bắt đầu mới tìm hiểu bắt đầu mới nhập máy móc rồi mượn tiền mượn bạc này nọ lắm á đó rồi dụ ông bà già bán đất bán đai đi nhập máy móc đồ về để mở một cây xăng nó có không? Chất lượng cây xăng nó đúng với quy trình này nọ nọ kia. Đó thì sau đó bắt đầu là mới thành công cũng mở tại trên miếng đất đó luôn. Đã và cái cô em thì cũng bắt đầu là cũng chôn cất ở đằng sau đó. Mới đầu là ngôi mộ đây, chôn ngôi mộ lên bình thường thôi. Nhưng mà riết rồi cái bắt đầu là từng càng ngày càng phát triển thì bắt đầu là cây xăng ta vô người ta đổ nó có ngôi mộ vậy thì người ta cũng ngại mà hiểu không? Đó cái từ từ bắt đầu lỏng mới xây cái vườn ươm lên để mà nhìn y như một cái vườn ươm cây bình thường ở bất kỳ ở dưới miền Tây chỗ nào cũng có hết đã thì ông mới che cái ngôi mộ đó lại nhưng mà rồi lúc đầu thì ông đứng đó ông bơm à, hai vợ chồng ông cưới vợ về mà ông đứng đó chính tay ông bơm vừa làm chủ cây xăng vừa làm nhân viên bơm xăng luôn nhưng mà càng ngày công việc phát triển phát triển ông mở cây này cây nhỏ ông mới mướn nhân viên thì khi mà ông mướn nhân viên là ông nói là trong suốt từng ấy năm có nghĩa là nhân viên cứ thay đổi liên tục liên tục thậm chí là có những năm á là ông phải ngưng kinh doanh cây xăng đó một năm trời luôn tại vì không tìm được nhân viên để mà bơm bây giờ hai vợ chồng bây giờ làm chủ cả lớn không thể nào mà quay về đó bơm xăng được mà cứ mướn nhân viên là cứ gặp những câu chuyện y như là hai vợ chồng bạn trang vậy đó đã là cứ ở đó khoảng chừng mấy ngày không sao nhưng mà từ từ quen biết cái bắt đầu là cái bà em đó, đó là bà cứ hiện về bà cứ chọc ghẹo bà cứ phá rồi bà cứ một là bà nói chuyện với người này hai là bà nói chuyện với người kia riết rồi người ta ốm ho, gầy mồ người ta bệnh tật ta sợ người ta chạy đã rồi đó đầu từ từ cái vườn ươm nó cũng bỏ phế không ai chăm sóc luôn Đã là ổng bây giờ ổng nói rồi bây giờ do là 19 cây xăng kia đó là đã kiếm lại cho một cái nguồn thu nhập khủng khiếp rồi ổng ổng dẹp luôn cây xăng này cũng được nữa ổng không có cần tuy nhiên là ổng muốn mở lên như vậy để ổng tưởng niệm em gái ổng rồi với lại và cái cái đây là cái nơi bắt đầu mà cái nơi mà ổng start up thành công ổng khởi nghiệp thành công ổng muốn giữ lại để mà ổng tưởng niệm thôi chứ ổng không có cần doanh thu nữa Đã thành ra là bắt đầu khi mà ổng nghe được hai vợ chồng mày nói như vậy hai chồng bạn trang nói vậy ổng rất là mừng đó rồi lúc đó bắt đầu là ổng mới kể hết câu chuyện như vậy thì hai chồng nghe cũng thương cũng không hiểu là nói hai chồng tại vì hai chồng bản chất là cũng đã hiền rồi nó thành ra nói ờ ừ, vậy thôi thì nếu mà ông chủ tin tưởng con thì giờ để đây con làm thì con chăm sóc đồ lại con nhang điện chứ có cái gì đâu đã rồi sau đó bắt đầu là hai vợ chồng được tăng lương nha là bạn cũng không có giấu đâu bạn nói là sau cái đợt đó là ông chủ quyết định là tăng lương cho hai chồng mỗi người 10 triệu đó là những năm hai mười lăm mọi người nha đó mà chỉ là bơm xăng nhân viên bơm xăng như vậy thôi không bằng cấp không có cái gì hết thậm chí là chữ còn ghi sai chính tả tùm lum tùm, tùm la vậy mà lương tháng mỗi người 10 triệu hai chồng cộng lại hợp triệu bao ăn bao ở đồ đầy đủ hết trơn luôn đó là còn được thêm công việc là chăm sóc lại cái vườn ươm là chính tay bạn trang bạn chăm sóc và tới hiện tại bây giờ khi mà bạn viết câu chuyện này bạn gửi về là bạn viết tại cây xăng luôn là, bạn nói là tới bây giờ bạn không có đi về nhà luôn với là bạn coi cây xăng như là nhà vậy đó đó là bạn gửi câu chuyện này về cho mình cũng ngay chính tại cây xăng đó luôn tuy nhiên thì khi mà bạn gửi về đó bạn không có hỏi ông chủ đâu nhưng mà bạn nói là những cái câu chuyện như vậy thôi người ta cũng là chủ cả cũng lớn mà thôi mình cũng xin là, là thứ nhất là dấu tên thứ hai là cũng giấu cái địa chỉ cái xăng mà nói là uh, nếu mà bạn nói ra cái tên cây xăng nó chắc nhầm khi những người ở cà mau hay là những người ở bên những cái chỗ mà 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 ông chủ ông mở chi nhánh đó, thì chắc là sẽ biết tại vì cái tên nó cũng cũng khá là dễ nhớ à, tuy nhiên thôi phải nói là bạn cũng xin giấu tất tật, tật ha cho tới bây giờ hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm ở đó tuy nhiên là cái bài chị đó cái bài em ông chủ đó bà không hiện về nữa từ ngày mà khi mà bây giờ làm lại rồi cái vườn ươm lại làm lại đẹp đẽ cổng này nọ đều đẹp đẽ rồi ngày nào cũng ra làm sao mở cổng ra là cũng thắp nhang lên bây giờ cái sân đó là bắt đầu kết hợp với lại một cái nhà xe khá là nổi tiếng ở dưới miền tây đó là để cho người ta làm một cái trạm trung chuyển ở đằng sau lưng cây xăng đó là giờ đông đúc rồi bây giờ đông đúc tất cả mọi thứ nó ok rồi và không còn thêm bất kỳ một cái hiện tượng gì nữa ha mọi người ha đó đó thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. À nói về một cái hồn ma của à, chủ cây xăng như vậy mọi người ha, một câu chuyện nó rất là hay ha. Thì đó để cho mọi người thấy được là cái chuyện về ma cỏ như mình cũng nói nhiều lần ha gặp thì đương nhiên ai cũng sợ rồi cũng bỏ chạy nhưng mà nếu như mà cái chuyện mà hai vợ chồng đều quyết định ở lại không phải là bởi vì gọi là gan dạ đâu mà bởi vì thứ nhất là vào bước đường cùng này cái thứ hai nữa là hai chồng cũng hiền cũng nghĩ ở thôi nó giờ gặp mình bà gặp bà hiện vậy vậy thôi mình cúng cho bà là hết chứ gì cái gì đâu à, thì thiệt tình đúng đã vừa được cúng kiến như vậy và người ta cũng phù hộ bây giờ hai vợ chồng là quản lý cây xăng đó thì cứ tháng như ở dưới quê mà tháng như đó tiền là sống khỏe ru rồi đâu có lo gì đâu mọi người ha đã rồi thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay thì cái câu chuyện ngắn thứ hai này á mọi người là do một bạn mà đề mang tên là đạt mà nó gửi về cái zalo cho mình Ờ, thì bạn đạt cái điều bạn có kể là là câu chuyện về một bạn nói là đó là một cái chuỗi ngày chừng khoảng chừng cỡ bốn năm ngày nữa đó là bạn có bị ma chọc ở trên xe đưa rước công nhân mọi người à thì bạn này bạn nói là lúc đó thì cái chỗ bạn làm thì cũng ở trên sài gòn nhưng mà nó là một cái vùng cũng ngoại ô bạn cũng xin giấu đi để mất công mọi người ha thì cái công ty của bạn là một công ty nó nó rất là lớn và lớn cũng như là cũng tầm cỡ Ở trong miền nam mình luôn á thành ra là công nhân là phải đếm là hàng chục ngàn người luôn chứ không phải ít nó nhiều dữ lắm nhiều thì trong đó có những người công nhân họ sẽ tự đi xe đến rồi có những công nhân nhà họ gần đó có những công nhân thậm chí là họ sẽ ở lại cái nhà trọ cái ký túc của bên à, công ty luôn và cũng sẽ có một cơ số công nhân khoảng cỡ vài ngàn đây khoảng cỡ vài ngàn công nhân thôi là sẽ đi ở một cái chỗ xa hơn, ở nhà trọ cách khoảng cỡ mấy cây số là bên à, bên công ty họ muốn chiêu mộ công nhân mà, đó là họ cũng sẽ à, cung cấp một những chiếc xe 50 chỗ để mà đưa rước công nhân. À rồi, thì cái câu chuyện nó nó xảy ra là như vậy, nó nói là bạn đi cái xe đưa rước công nhân tới cái thời điểm từ lúc bạn vô bạn làm đó nha hơn 2 năm trời. À hơn 2 năm trời thì bạn nói là họ không có bắt buộc à là cái người công nhân khu này là phải ngồi trên xe nào xe không có chỉ là họ cũng cứ random cứ tự do như vậy nhưng mà nó cũng ra theo cái luồng rồi các bạn ví dụ như á là nguyên một cái bãi đậu xe như vậy nè nó bao gồm khoảng chừng cỡ hai chục chiếc xe năm chục chỗ thì mọi người tưởng tượng nè hai chục chiếc thì lúc nào hai chục chiếc đó nó cũng đậu theo cái thứ tự chiếc một chiếc hai chiếc ba chiếc bốn chiếc năm chiếc sáu chiếc bảy chiếc tám nó đậu theo thứ tự như vậy nè thì công nhân khi mà đi ra cũng vậy khâu A ra trước, khâu B ra sau, khâu C bắt đầu khâu D đó thì khâu A sẽ lên xe số 1, số 2, số 3, khâu B sẽ lên xe số 4, số 5, số 6 thì nó nó y như là một cái luật bất thành văn luôn. À, mặc dù là bên bên công ty họ không có đưa ra cái luật nhưng mà nó tại vì theo cái cái chuỗi thời gian như vậy cứ đi cứ đi thì bạn nói cái thời điểm đó đó là bạn lúc nào bạn cũng đi cái xe số 20 hết cái xe nó không có để số nó là một cái xe bích màu trắng mà nó gọi là cái đời mà gọi là từ khi mà vua bảo đại mà còn đi lái xe bích đó, nó, 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 nó lâu dữ lắm lâu rồi nó cũ kỹ không có máy lạnh cửa sổ cái còn cái mất đó và chạy xe thì khói nó mịt mù lên như vậy à, tuy nhiên thì nó thôi thì giờ có xe đưa rước còn đỡ hơn mình đi xe ngoài nó tốn tiền mà đúng không đó là bảo đó là hai năm trời trừ khi nào mà cái bữa đó mà cái xe nó bị hư ra thì mới đi nhờ cái xe người khác thôi còn không là bạn đều đi bạn nhớ như in cái biển số xe và cái xe màu trắng đó bạn nhớ như in như vậy lần nào đi ra tới khi mà bạn đi ra tới nơi là đều phải lên chiếc xe buýt đó cả thấy không thì rồi đến một cái thời điểm đó thì cái xe nó hư thiệt bạn nói là có khoảng cỡ một tuần lễ liên tục là bạn phải đi nhờ đi ké xe người ta là mọi người không? bây giờ một một xe hư là 50 người này là phải đi dồn lên phải chia nhau ra 10 người đi xe này 10 người đi xe kia toàn đứng không à tại vì đâu còn chỗ ngồi mình đi ké xe người ta toàn là phải đứng suốt một tuần lễ như vậy nó nói uống miếc xe kia nó bị cái gì vậy ta thì bắt đầu là bạn mới lên bạn hỏi ông tài xế nó ủa anh anh cái xe màu trắng trắng biển số dày 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 nè mà hai năm nay em đi nữa xe nó bị vậy sao tự nhiên không thấy đâu được cái tuần lễ nay thì ông kia ông nói à cái xe nó giờ nó hư rồi nghe nói sửa không được thôi chắc uh, chuẩn bị uh, mua xe mới đó là là coi như mấy bữa nữa là 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 nhóm uh, của anh chị là được đi xe mới nó ngon lành cành đào lắm à thì nghe vậy cũng mừng rồi thôi, thôi chắc là nhầm khi là có máy lạnh rồi cũng đỡ đúng không? được ngồi xe mới hai ba bữa sau thiệt tình là xe Có nghĩa là cũ người mới ta đó chứ không phải là xe mới một trăm phần trăm gọi là ờ à, là cũng là xe cũ nhưng mà được người ta mua về thôi gọi là xe mới thôi cũ người mới ta thôi cái xe đó bạn nói là ờ à, thì nó cũng cái đời nó cũng được được mà nó là cái màu xe xe màu xanh nước biển à một cái xe buýt màu xanh nước biển chắc là cũng đưa ra từ những cái dịch vụ chạy này nọ rồi ha đó không cũng không có mấy lạnh nó cũng cà tàn cà tàn rất là nhiều đó rồi bạn nói thì xe buýt nào cũng như xe buýt nào thôi thì bạn cũng lại ngồi đúng cái vị trí mà hai năm nay bạn ngồi là ở đâu là ở dưới bằng dưới cùng à bạn thích ngồi dưới đó đó ngồi dưới đó bạn nhìn lên rồi nó kiểu như vậy không tại vì nhà của bạn cũng là bạn cũng xuống cuối cùng mà à rồi thì bạn mới ngồi ở cái vị trí đó ngay cái ngày đầu tiên khi mà bạn ngồi trên đây thôi thì bạn đã gặp cái hiện tượng nó rất là lạ những người nào mà đã từng đi uh, những cái xe mà năm chục chỗ như vậy á, mà ngồi cái hàng ghế cuối cùng sẽ biết ha cái đó là nó nó nó, nó tùy máy nó tùy xe nhưng mà cái xe đó là ngay cục máy à, cái máy để phía sau như vậy thì ngồi ở đó thì nó cũng khá là ồn và nó cũng khá là là, là nóng nực nhưng bạn quen rồi hai năm mấy bạn ngồi đó bạn quen rồi tại vì trời ơi ngồi có mười lăm hai phút chứ bao nhiêu đó thì bữa đó bạn cũng đang ngồi đó cũng đang dựa 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 vô như vậy gì nè không thì bạn đã đang ngồi như vậy thì ở đằng sau ót của bạn á bạn nói là không phải là gió nha mà bạn nói là y như là có ai mà thổi vô trong cái ót của bạn như đó tại vì gió là nó thổi liên tục liên tục còn cái này là bạn bị kiểu như nè Đó là như ai thổi phù 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 nó cũng đang phê cũng đang bệt bọt như ai thổi ba cái vậy cái bạn giật mình giật mình rợn cho gã trơn mới ngồi nhìn cái bên thì đó là nguyên một cái xe công nhân ai cũng phê ai cũng ngủ hết trơn á lên xe là ngủ à không có sao kỳ cục bạn còn nhìn ra đằng sau thì ở đằng sau lưng là nguyên cái cửa sổ như vậy hả à. nó bích chịch như vậy anh không có một cái khoảng trống nào hết trơn á nói sao kỳ vậy ta đã cũng nhắm mắt cũng ngủ ngủ chứ bị thổi nữa thổi mà thổi mạnh lắm nhưng nó là thổi không có một cái lực thổi rõ ràng vô trong cái ót của bạn như vậy vậy nè kỳ cục lá đời bạn còn chờm chờm bạn ngồi dậy bạn dòm xuống dưới thì khi bạn chòm nó bạn dòm nó là nó không có cái gì chân á nó là một cái kẹt cái đuôi xe mà không có cái gì chân á đã nó kỳ cục lá đời vậy ta đã sẽ cái bắt đầu bạn mới sửa sửa tướng một chút xíu bạn nằm bạn quay cái đầu vô khác thì đang ngủ chút xíu bắt đầu bạn luôn Bà đó là bị ma nó bát cái đầu luôn nó Đang nằm ngủ vê quá mệt Là nguyên ngày mà sáng nước sớm mà Nó là mệt quá đang nằm ngủ nó bát Cái bóp cái ót cái ót như mày Giống như ở đằng sau cái khoảng trống hẹp hẹp đó là Có một cánh tay rồi nó đưa lên rồi Dỗ vô trong cái cái ót của bạn Dỗ một cái vỗ một cái bóp vô một cái như vậy nè Giật mình luôn mà giật mình ngồi dậy dòm 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 Thì xe vẫn cứ bon bon Vẫn cứ chạy như vậy rồi công nhân vẫn cứ ngủ rồi hai ba người ngồi kế bên của bạn cũng ngủ luôn mà nó kỳ cục lá đời vậy đã có bằng thức nha đã là bạn không có dám nằm rồi bằng thức bằng buồn ngủ lắm mà gán căng con mắt ra bây giờ không có dám ngủ nữa thiệt tình đúng xe về đến nhà là hết không có gì nữa miễn bạn không ngủ là được À rồi, cái qua ngày hôm sau thì cũng không nghĩ gì nhiều, cũng đi làm, cũng đi ra giờ đó, rồi cũng chiếc xe màu xanh dương cũng hơi quen quen rồi, cũng đọc đọc biển số đúng biển số xe mình là cứ leo lên. Đó là đều là cứ ra gần sau ghế đó bạn nằm bạn ngủ. Thì cái hôm bữa đó đó là hai ba người ngồi kế bên bạn thì không biết là họ đổi xe khác hay là họ nghỉ làm thì không biết. Vô hình chung thì hôm đó chỉ có một mình bạn ở cái bàn ghế thôi, nằm ngủ ờ cái gì sung sướng quá trời mà đúng không đã thì xe vừa mới lăn bánh là bắt đầu bạn lấy đó là bạn có một cái áo khoác đó mọi người ha cởi áo khoác rồi có gói, 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 gói là thành một cái gói đã để lên trên cổ mà nằm ngủ bị đè bạn nói là bạn bị đè về tới nhà bạn luôn á nằm được khoảng chừng cỡ hai ba phút thôi tại vì cái xe nó dằn quá nó tưng 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 như vậy là tính ừ là mình nhúc nhích để mình mình đổi tư thế không đổi được mọi người nó cứng nhắc à, nằm trên đó mà xe chạy bon bon lạng lách như vậy mà lúc đó là mới có 4 giờ mấy 5 giờ chiều trời sáng trưng à ngoài đường xe bóp kẹn in ổi tùm lum tùm la thậm chí lúc đó là công nhân có người ngủ có người chưa ngủ nói chuyện điện thoại giỡn hết qua lại tùm lum mà bạn nằm ở cái hàng ghế cuối cùng bạn bị đè đó mà nguyên một xe không ai biết hết thì bạn có lên tiếng được đâu cứ nằm cứ ngắt người như vậy nè. Đã cứ ớ ừ, 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 như vậy nè. Là về đến nhà bạn đó là bình thường là bạn ngồi đó. Nếu mà có kẹt xe đi thì trễ lắm là 25 phút. Còn bình thường là cỡ 15-20 phút là bạn về đến cái chỗ nhà trọ của bạn nè. Đó thì khi mà bạn chạy bon bon rồi dừng lại mấy lần cho công nhân xuống này nọ rồi. Mà bạn không tài nào nhúc nhích được mọi người ơi. Đã đến khi mà về đến chỗ của bạn luôn rồi dừng lại một cái kịch một cái rồi đó. Bắt đầu mới thả bạn ra. Trời ơi bà nói bạn lồm mà ngồi vậy bạn đi lẹ 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 mặt mà xin lẹ nét đi lẹ 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 đi xuống như vậy nè. Rồi bạn nói bạn xuống tới bạn vô tới nhà trọ bạn ngồi rồi bạn còn không nghĩ là trời ơi trời hồi nãy mình bị đè suốt một cái đoạn đường như vậy. hai chục phút thời điểm đó đối với bạn nó dài lắm. Nó dài giống như mấy tí đồng hồ đó. Trời ơi mình không nghĩ là mình nằm cái chỗ nó đông người như vậy. Trên xe biết bao nhiêu người mà xe chạy cà lạng cà lạng như vậy mà bị đè trời. Không tin nổi luôn đó thôi 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 ghê quá lần sau thôi chắc cũng không có dám ngồi đâu. Thôi, thôi 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 đi kiếm chỗ khác ngồi mới được ghê quá đó thì qua đến cái ngày thứ ba là lúc đó bạn tăng ca thì khi mà tăng ca như vậy là do để cho xe đưa rước người ta thuận tiện đường đó Thành ra là xe, cái dụ như bạn đi xe đó đúng không? Bạn mà tăng ca là cái trách nhiệm của những người quản lý người ta sẽ báo cho tài xế à, Hôm nay 4 giờ khỏi ra rước đi công nhân không có ra giờ đó Công nhân sẽ ra lúc 9 giờ thì cũng chính là cái xe đó Tại vì họ quen đường rồi quen tài xế đó là cũng chính cái xe đó 8 giờ sẽ tới, 8-9 giờ rồi tới trước cổng mà đứng đợi À rồi Thì cái bữa đó hôm đó bạn làm bạn tăng ca đến 8 giờ rưỡi là ra Thì khi mà ra rồi bắt đầu bạn mới nhớ đến câu chuyện mà hai ba bữa trước mình bị ghẹo bị đè như vậy không Thôi không có ngồi ở đằng sau cùng nữa bây giờ Tại vì cái chỗ ngồi đâu có đâu có đặt tên đâu Thì mình cứ lên mình muốn chọn chứ là mình chọn nghe Chẳng qua mình quen thì mình ngồi vậy thôi hà Chứ còn không mình muốn chọn tự do Cái bữa hôm đó thì bạn vừa làm xong bạn lẹ 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 Bạn chen chút bạn đi ra trước để bạn lên Bắt đầu là bạn mới chọn là cái hàng ghế giữa không phải là hàng ghế đầu nha, bạn chọn cái hàng ghế giữa bạn ngồi vậy đó thì cái người mà trước giờ người ta ngồi đó người ta nhìn bạn người ta nói ủa sao hôm nay thằng đạt này sao không xuống dưới ngồi đi ngồi đây rồi nó ừ thôi ngồi với uh, xe này nó ồn quá thôi đổi đến đây ngồi người ta cũng vui vẻ bình thường người ta cũng đổi chỗ với nhau hà đời công nhân với nhau mà đó thì ngồi ở đây thì bạn lại gặp cái hiện tượng như vậy lúc đó đó khi mà bạn ngồi cái chỗ này thì uh, nó khá là êm nha đó là lần đầu tiên bạn ngồi là nó êm thiệt tại vì ngồi giữa xe nó không có bị tưng 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 nhiều đó lúc nào cũng về cái vị trí ngồi giữa giữa, giữa xe lúc nào cũng đã chứ thì bạn cũng ngủ bạn cũng uh, tại vì nó là ở bên chỗ cuối khung, khung cửa sổ đó là đã có người ngồi rồi hàng ghế bạn hàng ghế hai thì bạn mới ngồi cho cái hành lang xe năm chục chỗ như vậy này bạn ngồi bạn cũng giữa giữa cái đầu cho bạn ngủ như vậy thì bạn nói là bạn bị hai lần là bị có người á người ta mới giống như cái kiểu mà người ta đi ngang qua xong cái xe nó hơi lắc lắc cái người ta mới lấy cái tay người ta mới mới mới, mới đập vô trong cái vai của bạn người ta mới dịnh vô trong cái vai của bạn á là bạn bị hai lần đang nằm ngủ vậy cái xe nó cũng hơi lắc lắc cái người đó họ mới đụng cái cái, cái tay vô cái vai mà bụng cái như vậy nè cái bạn mới mở mắt ra bạn nhìn thì thấy là bóng người đó bạn thấy được cái lưng đó là đi lẹ 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 ra làm sao giống như có người người ta đang mới vừa lên xe xong cái người ta đi ra làm sao như vậy đó nhưng mà bạn nói là cái xe đưa rước công nhân rồi đó họ chỉ rước công nhân à họ họ chỉ rước công nhân ở chỗ công ty và họ đi về thẳng đến ấy luôn chứ họ không có ghé giữa, giữa đường họ rước lên nữa họ chỉ rước xong rồi trả từng chỗ từng chỗ rồi chứ không có người giữa đường lên xe đưa rước công nhân có phải xe bít đâu mà xe đò đâu mà rước nửa nửa đường chứ mình nói ôi kỳ cục vậy ta bạn nhìn cũng nhìn nhìn cái người đó họ cũng đi đi họ bạn nhìn quá họ cũng đâu mất tiêu rồi chắc là họ vô cái họ ngồi rồi cái cũng kệ thôi chắc là nhiều khi con, uh, rước khách người quen hay sao đó cũng nằm cũng ngủ ngủ đâu được chừng cỡ hai ba phút cái cái nữa xe trời đưa đứa công nhân chạy cũng hơi ẩu mùi ha cũng lạng lách lạng lách cái lắc 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 cái bắt đầu ai đó dỗ dây bạn cái bụng cái nữa mà dỗ mạnh lắm vỗ cái bụng cái nữa giật mình nó cũng quay qua cái cũng là cái bóng lưng đó cũng là cái áo đó cũng y chang vậy đó, cũng đi lẹ 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 nhưng mà kỳ tại sao ông đó ông không có chịu đi, 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 vô ghế ngồi mà đi đâu trời đã cái bắt đầu là lúc này bạn cũng nằm cũng phê phê ngủ mệt lắm phê phê ngủ một chút xíu sao cái bắt đầu là xe mới dừng lại để mà cho công nhân ta đi xuống hai ba người đó tới chỗ hai ba người đi xuống mà chưa đến chỗ của bạn bạn cũng ngồi im thôi thì xe nó thắng lại cái như vậy thì bạn cũng mở mắt ra thì khi mà xe nó khởi hành đi đó, thì bạn thấy rõ ràng là cũng là cái bóng lưng đó cũng là cái dáng lưng đó đứng 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 như vậy nè mà đứng ngay chỗ gần gần cái đầu xe kế bên mà sau lưng chỗ tài xế đó đứng ngay giữa hành lang mà hai tay dịnh hai cái ghế hai bên như vậy nè cái bạn mới thắc mắc bạn nói ủa ông này không là ai ta mà nhìn lão quắc hả xe sao không thấy giống như công nhân trong công ty mình nha từ trước giờ mình đi mình không thấy nha là cái thứ nhất cái thứ hai nữa đó đâu có phải là thiếu ghế đâu xe dư ghế nãy mới có hai ba người xuống nữa sao ông này ông không chịu kiếm ghế ông ngồi đi mà ông lại đứng ngay đó làm gì à cái bạn nghĩ ờ thôi chắc là nhiều khi sắp đến cái bến của ông để ông xuống ông đứng ông đợi đã thì bạn cũng cứ dòm dòm có dòm dòm như vậy nè thì xe chẳng chừng cỡ chạy được cỡ 500 m 700 m nữa thì mới tấp vô để cho công nhân cũng bốn năm người ta đi xuống trời ơi lúc này bạn nói khi mà cái xe tấp vô vẫn chưa tới chỗ của bạn thì bạn cứ ngồi vô bạn cứ nép qua một bên để cho những người ở đằng sau người ta đi lên đi lên như vậy nè thì bữa nay là cái ông đó vẫn đứng im mà đáng lẽ ông đứng ngay đó thì xe vừa thắng lại ổng phải là cái người đi xuống đầu tiên đúng không ông đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế ông đi xuống rồi mà tại sao ông không chịu đi xuống ông cứ đứng ở đó thì hai ba người bốn năm người đây ta kéo từ từ ta kéo lên đi xuyên qua người ông luôn bạn nói là bạn chứng kiến rõ ràng là bốn năm người người quen mà không mẹ mấy người làm trong công ty mà đi lượn lượt đi ngang đi ngang bắt đầu đi đi sụt 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 là đi ngang ổng ổng cứ đứng im vậy đó hai tay ổng cứ dịnh hai bên cái thành ghế như vậy và hàng người bốn năm người vẫn cứ lũ lượt đi ngang ổng không không thề né mà đi xuyên qua sụt 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 đi như vậy đi xong bắt đầu là cửa khép lại xong rồi bắt đầu là xe lại tiếp tục chạy mà ổng vẫn cứ tiếp tục đứng ở đó trời ơi bạn nói nha rồi xong gặp ma rồi đó bắt đầu là bạn mới nhìn vô trong bạn mới quay vô bạn nhìn cái cửa sổ bạn nhìn bạn nhìn như vậy nè bạn mô di đà phật nó mô di đà phật nó mô phật cái bà bắt ngồi cái bên bà nhìn bạn giống như là nhìn quái vật cái nó thằng này nó bị khùng quá gì tự nhiên nay nó đang ngồi xe nó niệm phật rồi thằng đạt nè đi với mình mấy năm nay bà biết mà nó làm gì đã làm gì mày niệm phật vậy cái bạn đạt bạn cứ lắc lắc đầu không có dám kể lắc 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 đầu là cứ niệm phật niệm phật gì đó cái chút xíu Rồi đến chỗ của bạn thì bạn thấy khúc nhà trọ bạn rồi xe dừng lại bắt đầu bạn quay bạn nhìn thì ông đó không biết mất tiêu đã thì bắt đầu là bạn mới đi lẹ lẹ bạn đi xuống cũng đi vô trong nhà trọ nó trời ơi trời cái gì ghê rồi vậy là lúc này là đúng rồi vậy là xe đó có ma là một trăm phần trăm bây giờ là hiện ra luôn mình nằm ở dưới đó thì ghẹo mình mấy bữa nay rồi đè đớm mình tùm lum bây giờ mình đổi chỗ là hiện ra cho mình thấy luôn ba bốn bữa rồi đã rồi thì cái sau đó bắt đầu là mà nói là bây giờ kể lại cũng không được tại vì cái chuyện đó là cái xe đó là cái xe của, của công ty mà rồi cũng đâu có thay đổi được cái gì đâu thành ra bạn cũng giấu luôn mà không có kể bạn mới đưa ra một quyết định đó là mình sẽ không có đi cái xe đó nữa ví dụ như xe đó là xe 20 đi thì khi mình đi làm thì mình chịu khó mình ra lẹ lẹ xứ mình đi ké cái xe 19 tại vì cái xe 19 cũng đi về cái hướng này đã có gì ví dụ như thả mình ở đâu đó xa xa thì mình đi bộ về nhà trọ thôi chứ mình không có dám đi cái xe số 20 nữa thì cái xe số 19 cũng chính là cái xe mà lúc mà à, lúc trước bạn có đi ké mấy lần bạn hỏi bạn nói chuyện với ông tài xế đó mùi nhớ không à thì khi bạn lên xe bắt đầu làm bạn đi cũng bốn năm lần cũng cũng bốn năm ngày không có gì hết trơn thì bắt đầu cũng bắt chuyện với ông tài xế thì bạn cũng hỏi bạn nói ủa cái xe 20 của em một xanh xanh vậy 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 đó ủa lúc đó mua cũ lại bộ mua xe tai nạn hay gì anh cái ông đương nhiên thì dân tài xế với nhau là người ta giấu dữ lắm người ta nói bậy mày xe đó uh, mua xe cũ thôi lúc đó nó chạy xe khách ở ngoài đó thì giờ nó hết đời rồi nó dạt ra rồi đưa vô xe đưa rước công nhân chứ có gì đâu mà mày nói tầm bậy tầm ba mấy trên đó vậy trời ơi anh khỏi giấu anh ơi em đi xe đó mấy bữa em bị đè rồi em bị khiều em còn thấy cái ông đó ông dỗ vai em lùm trơn á cái ông cũng uh, già già độ cần cỡ 40 mươi ngoài sao em thấy vậy mà bây giờ em mới hỏi anh chứ đó thì ông tài xế ông mới im ông im tại vì ông sợ kể ra công nhân ta nghe mùi hôm thì, thì chạy từ từ công nhân xuống bớt xuống bớt rồi đó cái lúc mà cái khoảng khoảng trống ở trên nó có rồi đó ít người ngồi rồi đó thì ông mới nói nói ờ thôi mốt đi xe này đi xe đó tại vì bữa đó đáng lẽ là cái người chủ xe người ta đang tìm xe ngon mà tại vì trong công ty người ta hối quá người ta kêu kiếm xe lẹ 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 để cho công nhân người ta giờ đáng lẽ công nhân người ta có xe riêng bây giờ đi ké xe đứng không nè à? công nhân người ta chửi quá thì ở trong quản lý công ty người ta công công nhân chửi quản lý quản lý mới chửi lại những người thầu xe kêu kiếm xe lẹ lẹ thì trong lúc mà gấp quá đó thì biết cái người tài xế xe người ta hay lắm, những người người ta có quen biết trên người ta biết là cái xe đó đó là có đã gây một cái vụ tai nạn ở ngoài cái hướng mà mà cái đường đi đi Đà Lạt cái quốc lộ 20 mà không biết là phải tuyến xe Sài Gòn Đà Lạt hay không thì không biết, chỉ biết là có gây tai nạn ở ngoài cái quốc lộ 20. Đó đã là đã có thiệt tình đúng là có đụng một cái ông ông đi qua đường như vậy nè. Thì không biết là lỗi của ai không biết nha. Đó là có gây ra một tai nạn và ông đó ông mất ở dưới cái gầm xe luôn à, đụng ổng là ổng chết ở dưới cái gầm xe luôn cái rồi sau đó bắt đầu xe mới đem về xử lý rồi uh, sau đó người ta cũng bán lại đã thì uh, đang hối quá bên công ty hối quá thôi mua đại luôn nhắm mắt mua đại chắc nghĩ rồi thôi xe đưa rước công nhân chứ không có gì à, rồi cuối cùng thiệt là không có gì 49 người đó ngồi trên xe không có gì có mỗi ông đạt là có chuyện thôi à có một mình ông đạt là ông nằm đó là ông bị đè bị đớm như vậy đó thì khi mà kể ra ông tài xế ông cũng nói thôi bây giờ cũng thông cảm cái này nói chung là uh, lỗi cũng không của riêng ai cả tại vì cái sự việc đó là như vậy mà chứ biết sao giờ với lại đó không chuyện cũng ma cỏ như vậy thì đâu phải ai cũng gặp Trời ơi nguyên xe 50 chục chỗ như vậy rồi tài xế rồi hành khách có ai gặp đâu có mình mày gặp mà. rồi thôi lỡ như vậy rồi thôi mày mốt mày đi qua đây đi để tao chịu khó tao ghé đúng nhà trọ cho mày là được rồi đó đừng có kể tới kể lui thứ nhất là công nhân sợ rồi quản lý chửi rồi những cái người nhà xe người ta lại lỗ lã này nọ nữa đó thành ra là bây giờ có nói ra thì cũng không có giúp ích được cái gì trơn. đó thôi thôi, thôi thôi cũng coi như là giấu luôn im luôn đi khi nào mà người ta bị ghẹo bị chọc á thì mình nói rồi cũng không muộn thì bạn nói là sau đó bạn làm thêm được khoảng có một năm mấy nữa thì tại vì rất là nhiều người mà ở trên chiếc xe hai chỗ đó ở cái chiếc xe số 20 đó là ở trong công ty của bạn đó, là cũng làm chung nói chuyện với nhau cũng hỏi ê nay đi xe đó có bị gì hôn có gặp cái gì hôn thì có nghĩa là tất cả những người người ta đi cái xe số 20 đó không ai bị cái gì cả đã là nên là bạn cũng im luôn bạn cũng chôn giấu luôn tại vì đúng theo cái lời của ông tài xế đó nói bây giờ xì cái vụ đó ra thì tất cả nó nó không có lợi ai cũng bị hại ai cũng bị chửi mà công nhân ta còn sợ nữa người ta không gặp thôi cứ như là uh, tai không nghe thì lòng không sợ cô kệ là giấu luôn mọi người ha đó thì bạn nói là bây giờ thì bạn đã nghĩ rồi bạn nghĩ cái công ty nó cũng được mấy năm bạn không biết là cái xe đó nó còn uh, thực hiện nhiệm vụ đưa rước công nhân hay không cũng hy vọng là sẽ không có ai gặp bất kỳ một cái hiện tượng gì nữa ha, mọi người ha đó thôi rồi đó cũng là cái câu chuyện uh, cuối cùng của ngày hôm nay mọi người à, một cái câu chuyện ngắn ngắn nho nhỏ nói về hồn ma trên xe đưa rước công nhân mọi người ha thế rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha đó như mình cũng đã giữ đúng lời hứa nghe sau ba ngày liên tục kể có năm mươi mấy phút đã thì cũng rất là cảm ơn là mọi người đã không có chửi bới nhiều <laughs> thì hôm nay vũ mập đã uh, quay trở lại kể những câu chuyện nó dài dài để phục vụ cho mọi người chỉ hy vọng là mọi người uh, giúp giùm vũ bấm nút đăng ký để uh, cho cái tết này mình sớm đạt được con số là uh, 600 ngàn người đăng ký mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.